Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Những lời bất hủ này được viết trong bản tuyên ngôn độc lập của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Chúng là những giá trị trường tồn mà những vị cha lập quốc của nước Mỹ sử dụng làm nền móng để xây dựng nên một đất nước tiến bộ, tự do và dân chủ. Tuy nhiên, một nghịch lý đã xuất hiện. Người Mỹ sau khi chiến đấu giành được độc lập từ đế quốc Anh vẫn tiếp tục duy trì chế độ nô lệ tàn bạo tồn tại từ thời kỳ thuộc địa trước đó, tước đoạt đi những quyền cơ bản nhất của một con người và biến họ thành những công cụ lao động sống. Để rồi như một lẽ tất yếu, sự chà đạp lên những lý tưởng cao đẹp của nước Mỹ ngay trên đất Mỹ đã dẫn đến một cuộc chiến mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với tiến trình phát triển của xứ sở cờ hoa. Nam Bắc phân tranh, huynh đệ tương tàn, tự do đánh xiềng xích, dã man đấu văn minh. Vâng, sự kiện mà kiến thức quân sự muốn nói đến chính là nội chiến Hoa Kỳ, cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cuộc chiến đã đập tan chế độ nô lệ và mở ra một thời đại mới của một trong những siêu cường vĩ đại nhất từng tồn tại trên địa cầu. Để hiểu được ý nghĩa to lớn của cuộc nội chiến đối với lịch sử Hoa Kỳ, trước hết, các bạn hãy cùng kiến thức quân sự tìm hiểu vì lý do gì mà những người anh em trong cùng một nước lại cầm súng chống lại nhau. Sau khi giành được độc lập vào cuối thế kỷ 18, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã kế thừa chế độ kinh tế của thực dân Anh, trong đó bao gồm cả việc sử dụng nô lệ làm công cụ lao động và biến nó trở thành đặc trưng cơ bản của nền kinh tế nước Mỹ trong giai đoạn này. Bằng việc bóc lột đến cùng cực sức lao động của nô lệ, giai cấp tư sản Mỹ đã giàu lên nhanh chóng. Trong nhiều thế kỷ, hàng chục triệu người da đen bị bắt đi từ quê nhà châu Phi của họ đến lục địa Bắc Mỹ. Tại đó, họ bị tước đi những quyền căn bản nhất của con người và bị coi như một thứ đồ vật, một loại tài sản để người da trắng mua đi bán lại, khiến cho nhiều gia đình chịu cảnh ly tán. Con mất cha mẹ, vợ mất chồng, anh mất em. Họ bị buộc phải sống trong nghèo khó, làm việc quần quật từ sáng sớm đến đêm muộn không ngơi nghỉ. Thêm vào đó, những người nô lệ còn phải chịu các hình phạt vô cùng tàn bạo và dã man như là quất roi, xiềng xích, treo cổ, đốt, đóng dấu, hãm hiếp và bỏ tù. Tất cả những biện pháp mà đám chủ nô nghĩ ra để trói buộc và kiểm soát những công cụ biết nói của mình. Đến giữa thế kỷ thứ 19, nền kinh tế độc lập tự chủ bắt đầu phân hóa với hai hướng đi khác biệt rõ ràng. Theo đó, các bang miền Bắc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa, và miền Nam thì đi theo mô hình kinh tế đồn điền dựa trên bóc lột sức lao động. Điều này đồng nghĩa với việc miền Bắc không phụ thuộc vào nô lệ và cần có lực lượng lao động tự do để phục vụ thị trường công nghiệp. Trong khi miền Nam thì ngược lại, các trang trại tại khu vực này dựa hoàn toàn vào nô lệ làm nguồn lực lao động chính. Mối bất hòa giữa hai miền bắt đầu được nhen nhóm với việc các phong trào đấu tranh đòi bãi nô nở rộ ở miền Bắc. Còn tại miền Nam, thị trường buôn bán nô lệ bùng nổ do nhu cầu mở rộng quy mô đồn điền đã biến cái ngành đáng ghê tởm này trở thành vua của mọi nghề. Ở thời điểm này, sự tồn tại của chế độ nô lệ dù phức tạp nhưng chưa thể giải quyết ngay lập tức bởi quyền lợi đang được phân chia đồng đều ở cả hai miền. Năm 1837, Hoa Kỳ có tổng cộng 26 bang, bao gồm 13 bang tự do và 13 bang theo chế độ nô lệ. Với số lượng các bang và sức ảnh hưởng của mỗi miền đối với các sự vụ chung của toàn liên bang là ngang nhau, xứ sở cờ hoa đang ở trong một sự cân bằng hoàn hảo. Tuy nhiên, tình trạng này không thể kéo dài được lâu, nhất là khi yêu cầu phát triển kinh tế đã thúc đẩy Hoa Kỳ mạnh mẽ bành trướng lãnh thổ xa hơn về phía Tây của lục địa Bắc Mỹ, thông qua hàng loạt các thương vụ mua bán với Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, chiến tranh với Mexico và ký kết hiệp ước sáp nhập với Texas. Đây là một vùng đất trù phú, phì nhiêu, giàu tài nguyên thiên nhiên và vô cùng rộng lớn, hứa hẹn sẽ trở thành bàn đạp cho sự vươn lên của đất nước. Do đó, nó đã trở thành một miếng mồi béo bở mà giới chủ của cả hai miền Bắc Nam đều cố sức giành lấy. Khi có một lãnh thổ mới gia nhập vào liên bang, họ đều phải đứng trước lựa chọn trở thành một bang tự do hoặc theo chế độ nô lệ.
Mỗi lần như vậy, cán cân lợi ích lại chao đảo và mối bất hòa giữa hai miền ngày một dâng cao. Bên cạnh đó, đến giữa thế kỷ 19, Hoa Kỳ đang sở hữu nền sản xuất công nghiệp đứng thứ tư thế giới và tham vọng cạnh tranh vị trí dẫn đầu với châu Âu. Để làm được điều này, một yêu cầu bức thiết cần được đặt ra là phát triển đồng bộ và thống nhất nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, trong khi sự tồn tại của chế độ nô lệ ở miền Nam chính là trở ngại lớn nhất trên con đường này bởi sự lạc hậu và yếu kém của nó. Thêm vào đó, nhằm bảo vệ chế độ nô lệ, các chủ nô miền Nam đã tìm cách cô lập và khống chế sự phát triển của hệ thống kinh tế nội địa bằng cách nhập hàng hóa nước ngoài, đồng thời ngăn cản các sản phẩm của miền Bắc thâm nhập vào thị trường miền Nam. Điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của giới tư sản miền Bắc mà còn trực tiếp gây tổn hại lợi ích quốc gia dân tộc, cũng như khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa hai miền. Khi xung đột kinh tế lên đến đỉnh điểm, thì cái gì sẽ đến tiếp theo? Đúng vậy, đó chính là đấu tranh về mặt chính trị. Năm 1854, các nhà hoạt động Baino đã thành lập Đảng Cộng Hòa. Họ nhanh chóng giành được sự ủng hộ của giới tư sản miền Bắc để phát triển thành một đối trọng mạnh mẽ với Đảng Dân Chủ ủng hộ chế độ nô lệ. Trong 6 năm tiếp theo, các đại diện của hai đảng này liên tục có những cuộc khẩu chiến vô cùng gay gắt. Theo những người Cộng Hòa, các nhà lập quốc có thể không cho rằng tất cả đều bình đẳng về mọi mặt, nhưng họ tin mọi người đều bình đẳng về một số quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Trong khi đó, các chính trị gia phe Dân Chủ lại lập luận rằng người da đen không phải công dân, do đó họ không được hưởng các quyền được nêu trong hiến pháp. Điều này đã bị các đảng viên Cộng Hòa, đặc biệt là Abraham Lincoln, lên án là hành động nắn câu bẻ chữ nhằm âm mưu xét lại hiến pháp và củng cố quyền lực cho chế độ nô lệ. Năm 1860, nước Mỹ tổ chức bầu cử tổng thống lần thứ 19, bất chấp việc không giành được phiếu nào từ các bang nô lệ. Abraham Lincoln, với số phiếu đại cử tri áp đảo từ các bang tự do, đã đắc cử và trở thành ông chủ Nhà Trắng thứ 16 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Dù rằng căm phẫn chế độ nô lệ vì tính tàn khốc vô nhân đạo bên cạnh những vấn đề kinh tế và chính trị do nó gây ra, Lincoln vẫn đủ tỉnh táo và sáng suốt để không tức thời ra lệnh thủ tiêu thể chế này, bởi ông biết nếu làm như vậy sẽ chỉ gây ra một cuộc khủng hoảng xé đôi đất nước. Ngoài ra, ông còn tìm cách trấn tĩnh và thuyết phục các chủ nô miền Nam rằng nô lệ sẽ chưa bị tước đoạt khỏi tay họ ngay lập tức. Tuy nhiên, một người có thể trở nên vô cùng hung hăng và cực đoan khi mà lợi ích của họ bị thiệt hại, hoặc thậm chí là mới chỉ có dấu hiệu bị thiệt hại. Đối với các bang miền Nam, việc Lincoln giành được ghế tổng thống không khác nào một họng súng đang dí thẳng vào quyền lợi của họ. Ngày 20 tháng 12 năm 1860, bang Nam Carolina tuyên bố ly khai khỏi Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Hai tháng sau, lần lượt thêm 6 tiểu bang miền Nam khác rời khỏi liên bang. Đến ngày 4 tháng 2 năm 1861, 7 bang này thành lập chính phủ liên minh miền Nam do Jefferson Davis làm tổng thống. Như một lẽ đương nhiên, chính phủ liên bang miền Bắc không công nhận tính chính danh của nhà nước tự xưng này và coi đây là hành động phản quốc. Sau khi được hình thành, liên minh miền Nam bắt đầu tiến hành thu giữ các tài sản liên bang nằm trên lãnh thổ của họ. Giữa tháng 4 năm 1861, quân đội liên minh tấn công và chiếm pháo đài Sumter nằm ở bờ biển phía đông của bang Nam Carolina. Cuộc nội chiến Hoa Kỳ chính thức bùng nổ. Để đáp trả lại các động thái của miền Nam, Tổng thống Lincoln đã kêu gọi một đội quân với 75.000 lính tình nguyện nhằm đàn áp cuộc nổi loạn, bảo toàn sự thống nhất của toàn liên bang. Hành động này của ông đã khiến thêm 4 bang nữa ly khai và gia nhập liên minh, giúp nâng quân số của họ lên 10 vạn người. Với mục đích nhanh chóng chấm dứt xung đột, Bộ Chỉ huy miền Bắc đã đề ra một phương án tác chiến mang tên kế hoạch Anaconda. Theo đó, bước thứ nhất là thiết lập một hành lang phong tỏa toàn bộ bờ biển phía đông và phía nam của lãnh thổ phe liên minh miền Nam, chặn đứng mọi tuyến tiếp tế hay hậu cần đường biển của đối phương. Tiếp đó, quân miền Bắc sẽ tiến công giành quyền kiểm soát trục giao thông huyết mạch là con sông Mississippi và chia tách lãnh thổ phe liên minh ra làm đôi. Cuối cùng, để kết lại cuộc chiến, các lực lượng vũ trang nòng cốt của quân miền Bắc sẽ tấn công tổng lực và chiếm lấy thủ phủ của miền Nam là Richmond. Kịch bản ấy đẹp với liên bang miền Bắc, nhưng tiếc là nó đã không được diễn ra một cách thuận lợi. Khi quân đội miền Bắc đang trên đường hành quân tiến đánh Richmond, quân miền Nam đã nhận được tin tình báo và tổ chức đánh chặn ở Manassas, bang Virginia. Tại đây, trận đánh lớn đầu tiên của cuộc nội chiến đã diễn ra vào ngày 21 tháng 7
về sau được gọi là trận Bull Run lần thứ nhất. Với tổng cộng khoảng 70.000 quân tham chiến, hai phe đã tạo ra một khung cảnh chiến trường vô cùng hỗn loạn. Nhiều binh sĩ quá non và thiếu kinh nghiệm, cộng thêm với việc lá cờ của hai bên có nhiều nét giống nhau, khiến cho quân lính không phân biệt nổi đâu là đồng đội, đâu là kẻ địch, nên cứ nã đạn bừa bãi mà chẳng biết đang bắn vào ai. Cảnh tượng này có vẻ như còn đủ hài hước và thú vị để thu hút người dân từ các vùng lân cận đến Virginia, vừa đi picnic, vừa xem hai đội quân tỉ thí. Đến cuối ngày, quân miền Nam đã nhận được tiếp viện và đẩy lui được quân miền Bắc về bên kia biên giới. Thất bại tại Bull Run đã mở màn cho một chuỗi thua liên tiếp kéo dài đến tận cuối năm 1861 của quân miền Bắc, khiến họ phải đối mặt với nguy cơ rằng họ sẽ không phải là người có thể ca khúc khải hoàn. Cũng trong thời gian này, các nhà hoạt động Bino đã liên tục gây sức ép lên Lincoln, đề nghị ông tuyên cáo lý do chiến tranh là nhằm giải phóng nô lệ. Hơn bất kỳ ai, vị tổng thống hiểu rằng cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc chừng nào chế độ chiếm hữu nô lệ chưa. Tuy vậy, ông vẫn tin rằng mục đích thống nhất toàn liên bang nên được đặt lên trên hết. Sang đầu năm 1862, Ulysses Grant, một vị tướng tài có niềm đam mê đặc biệt với rượu whisky của quân miền Bắc, đã giành được một số chiến thắng quan trọng ở mặt trận phía Tây, qua đó giúp chiến sự trở nên dễ thở hơn cho phe liên bang. Tháng 3 năm đó, quân đội miền Bắc phát động chiến dịch bán đảo. Theo đó, một cánh quân sẽ tiến đánh Richmond qua bán đảo Virginia ở hướng Đông Nam, kết hợp cùng mũi tiến công từ phía Bắc, tạo thành thế hợp vây thủ đô của miền Nam. Tuy nhiên, phương án này nhanh chóng bị phá sản do miền Nam đã điều quân đi đánh thung lũng Shenandoah ở phía Bắc, khiến một lượng lớn quân liên bang bị cầm chân tại đây và không thể giảm ra kế hoạch. Bất chấp điều này, cuộc tiến công Richmond của đạo quân hướng Đông Nam vẫn được diễn ra. Một tháng sau, Liên minh miền Nam bất ngờ tổ chức đánh úp binh đoàn của tướng Grant tại thị trấn Shiloh, bên bờ sông Tennessee. Với bản lĩnh kiên cường và sự quyết đoán hơn hầu hết mọi tướng lĩnh khác của Liên minh miền Bắc lúc bấy giờ, Grant đã chỉ huy các binh sĩ của mình anh dũng chống trả và đánh bại được quân địch. Tính đến thời điểm đó, đây được xem là trận đánh khốc liệt nhất trong lịch sử Bắc Mỹ nói chung và trên mặt trận phía Tây của cuộc nội chiến nói riêng. Bên cạnh đó, do chiến thắng tại Shiloh cũng giúp nâng cao danh tiếng cho binh đoàn của tướng Grant, giúp họ trở thành một trong những đạo quân hùng mạnh nhất của toàn bộ cuộc chiến. Mặc dù vậy, do tổn thất mà quân miền Bắc phải hứng chịu trong trận này là quá lớn, gần 1/5 tổng lực lượng tham chiến, nên các tướng lĩnh ở Trung ương đã đòi Lincoln phải cách chức Grant, nhưng ông không nghe và vẫn quyết định đặt niềm tin nơi vị tướng này. Cuối tháng 5, tướng Robert Lee, sĩ quan xuất sắc nhất của quân đội miền Nam, lên đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng. Dành cho những bạn chưa biết, tướng Lee là vị chỉ huy được xem là tài ba nhất của nước Mỹ lúc bấy giờ. Ông quê tại Virginia và đã ra sức phản đối khi bang này ly khai để gia nhập Liên minh miền Nam. Tuy nhiên, ông cũng đã khước từ lời mời của Tổng thống Lincoln làm thống lãnh quân đội liên bang miền Bắc để về chiến đấu theo quê nhà. Dưới sự lãnh đạo của ông, quân miền Nam đã phòng thủ Richmond thành công trước cuộc tấn công của quân miền Bắc, đồng thời đánh cho họ thua tan tác và phải rút chạy về Washington. Trong khi chiến sự trên bộ diễn ra ác liệt, thì ở ngoài khơi, hải quân miền Bắc đã chiếm được vô số các cảng và pháo đài ven biển quan trọng của miền Nam, tạo bàn đạp vững chắc để họ lăn cầu tuyết ngược từ cửa sông Mississippi lên và giành được thành phố New Orleans. Quay trở lại mặt trận phía Đông, sau thất bại thảm hại của chiến dịch bán đảo, Tổng thống Lincoln hạ lệnh cho quân tiến đánh Virginia. Cuối tháng 8, trận Bull Run lần thứ 2 nổ ra giữa gần 80.000 quân miền Bắc và 50.000 lính miền Nam. Tuy sở hữu ưu thế vượt trội về số lượng binh sĩ, thế nhưng quân đội liên bang lại thất trận trước tướng Lee và phải nhọc nhằn lắm mới có thể rút lui an toàn. Với chiến thắng oanh liệt này, danh tiếng của chiến thuật gia đại tài của miền Nam đã vang dội khắp nước Mỹ, cùng với đó khiến sĩ khí đối phương suy sụp nặng nề. Cứ như thể chiến sự trong nước chưa đủ khiến vị tổng thống đau đầu, các thế lực ở bên kia Đại Tây Dương, đặc biệt là nước Anh, đang tìm cách nhăm nhe can thiệp vào cuộc nội chiến của người Mỹ. Nguyên do là bởi suốt nhiều tháng qua, các sản phẩm bông từ miền Nam không thể vận chuyển sang châu Âu do đường biển đã hoàn toàn bị hải quân liên bang kiểm soát. Đây là một mặt hàng quan trọng đối với ngành công nghiệp dệt may của lục địa già, và vì vậy, họ muốn cuộc chiến huynh đệ tương tàn này phải kết thúc càng nhanh càng tốt. Sau khi chứng kiến những thất bại liên tiếp của miền Bắc, các nhà lãnh đạo nước Anh đã nhận định liên bang không thể chiến thắng nên bắt đầu có xu hướng ngả về liên minh miền Nam. Vào lúc này, yêu cầu cấp bách dành cho Lincoln là một biện pháp nhằm ngăn chặn ngoại bang can thiệp vào vấn đề nội bộ của đất nước mình. Chính điều này cùng với kiến nghị từ các nhà hoạt động Bino
đã khiến ông quyết định rằng đây chính là thời điểm thích hợp nhất để thay đổi tính chất của cuộc chiến, biến nó thành chiến tranh giải phóng nô lệ. Thế nhưng muốn làm được như vậy, Lincoln cần một chiến thắng làm điểm tựa, nhất là trong bối cảnh hiện tại khi miền Nam chuẩn bị một cuộc tiến công vào Washington với hy vọng giành được sự ủng hộ từ châu Âu, đồng thời buộc miền Bắc phải ngồi vào bàn đàm phán. Với sự tự tin tuyệt đối được củng cố bởi nhiều chiến thắng trước đó, vào ngày 4 tháng 9 năm 1862, Tướng Lee chỉ huy hơn 5 vạn quân vượt qua biên giới tấn công quân miền Bắc. Phát hiện được kế hoạch của Liên minh, miền Bắc cử 87.000 quân tổ chức đánh chặn tại rạch Antietam. Chỉ trong vòng một ngày 17 tháng 9, đã có tổng cộng khoảng 23.000 binh sĩ thiệt mạng, khiến đây trở thành ngày đẫm máu nhất trong lịch sử quân sự Hoa Kỳ đến tận ngày nay. Dù chịu tổn thất nặng nề hơn, nhưng quân đội miền Bắc đã thành công đẩy lui quân miền Nam về Virginia, bảo vệ trái tim đất nước và làm thất bại những nỗ lực của Liên minh trong việc tìm kiếm sự ủng hộ từ bên kia Đại Tây Dương. Tuy nhiên, trên tất cả những ý nghĩ đó, chiến thắng Antietam là một bàn đạp vững chắc cho Lincoln. Để rồi ngày đầu tiên của năm 1863, ông chính thức ban hành bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ, văn kiện được xem là quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ từ thời lập quốc. Kể từ thời điểm này, cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã có sự biến đổi mạnh mẽ về chất. Ban đầu là một cuộc xung đột về quân sự, kinh tế, ý thức hệ, vì sự thống nhất và toàn vẹn của liên bang này đã trở thành cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa tự do và xỉ xích, cái thiện và cái ác, văn minh và dã man. Giờ đây, cuộc nội chiến đã mang trong mình một ý nghĩa cao cả và vĩ đại, tựa như dòng nước thánh gột rửa tội lỗi, để rồi một nước Mỹ mới được khai sinh, một nước Mỹ không còn chế độ chiếm hữu nô lệ. Thậm chí hơn thế nữa, nó không còn là chuyện của nội bộ Hoa Kỳ, mà đã phát triển thành cuộc cách mạng vì sự nghiệp chung của toàn nhân loại tiến bộ. Bên cạnh đó, bản tuyên ngôn đã góp phần đưa hình ảnh của quân đội miền Bắc trở thành một lực lượng chiến đấu vì tự do công lý và kích thích vô số người nhập ngũ để cứu giúp không chỉ hàng triệu đồng bào đang chịu cảnh xiên xích ở miền Nam, mà còn là số phận của biết bao thế hệ con cháu mai sau. Ngoài ra, nó cũng chấm dứt các âm mưu can dự của các thế lực nước ngoài vào cuộc nội chiến, bởi những kẻ đó biết mình không thể và cũng không được phép chống lại một sứ mệnh đấu tranh của chính nghĩa, của lương tri và phẩm giá con người. Tháng 7 năm 1863, tướng Robert Lee quyết định được ăn cả ngã về không, dốc toàn lực để một lần nữa đem quân đánh thủ đô Washington với mục đích nhanh chóng buộc miền Bắc đầu hàng. Nhận được tin báo, quân liên bang tổ chức đánh chặn tại thị trấn Gettysburg, bang Pennsylvania, dẫn đến trận đánh lớn nhất, đẫm máu nhất và nổi tiếng nhất trong toàn bộ cuộc nội chiến nói riêng và lịch sử Hoa Kỳ nói chung. Nếu miền Nam thắng, Washington sẽ thất thủ. Nếu miền Bắc thắng, tình hình sẽ xoay chuyển sang thế có lợi cho họ. Ngày 1 tháng 7, hai đoàn quân đã chạm trán và ngay lập tức giao tranh ác liệt. Quân miền Nam tấn công ồ ạt đối phương, phá vỡ phòng tuyến phía Bắc và phía Tây của quân miền Bắc, buộc họ phải rút về các điểm cao phía Nam. Sang ngày tiếp theo, lúc này hai phe đã tập hợp được đầy đủ binh lực với tổng cộng hơn 100.000 quân trải dài trên một chiến trường rộng đến hàng dặm. Trước đội hình phòng ngự hình móc câu của quân miền Bắc, Tướng Lee đã giành quyền chủ động bằng việc điều quân tấn công hai bên sườn và gần như đã khoan thủng được cánh trái của kẻ địch. Tuy nhiên, quân liên bang trong thời khắc tuyệt vọng đã thực hiện một cuộc xung kích táo bạo bằng lưỡi lê và đẩy lui được đối phương. Phòng tuyến của quân miền Bắc vẫn được giữ vững dù phải chịu thiệt hại nặng nề. Đến ngày cuối cùng của trận đánh, vì tin rằng hai bên cánh của quân miền Bắc đã được củng cố sau khi bị công kích ngày hôm qua, Tướng Lee quyết định tấn công tổng lực vào trung tâm đội hình kẻ địch để kết liễu họ. Đoán biết trước phương án này của quân miền Nam, quân liên bang đã dồn lượng lớn súng và đại bác nã đạn hủy diệt đối phương, khiến tổng chỉ huy quân đội miền Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài thu binh về lại miền Nam. Chỉ một ngày sau trận Gettysburg, tức là ngày 4 tháng 7, ngày độc lập của Hoa Kỳ, quân miền Bắc dưới sự chỉ huy của tướng Grant đã công hạ đồn Vicksburg sau một tháng vây hãm. Đây là một vị trí chiến lược quan trọng bên bờ sông Mississippi, nên chiếm được nó đồng nghĩa với việc quân đội liên bang đã nắm trong tay quyền kiểm soát con đường huyết mạch này. Miền Nam giờ đây bị chia tách làm hai nửa Đông, Tây và không thể tiếp ứng cho nhau. Những chiến thắng tại Gettysburg và Vicksburg thực sự khiến thế trận ngả về miền Bắc. Tướng Grant nhờ những biểu hiện xuất sắc trên chiến trường đã được Tổng thống Lincoln phong làm Tổng chỉ huy quân đội liên bang. Sau khi nhậm chức, ông liền ra lệnh cho quân miền Bắc tổng tấn công trên mọi mặt trận. Vào tháng 5 năm 1864, tướng Grant đích thân dẫn 12 vạn quân từ Washington tiến về hướng Richmond. Trên đường hành quân, họ đã vấp phải những đợt tấn công quyết liệt của quân miền Nam dưới sự chỉ huy của tướng Lee.
Các cuộc giao tranh không ngừng nghỉ như vậy giữa hai bên đã khiến 80.000 binh sĩ thương vong chỉ trong 6 tuần. Tuy nhiên, mặc cho điều đó, tướng Grant vẫn thúc giục quân đội kiên cường tiến lên, bởi ông biết Lee đang dần cạn lính, còn binh lực của mình thì ngày một dồi dào nhờ những đợt tuyển quân. Vị tổng chỉ huy quân đội miền Bắc đã đúng, tướng Lee phải vừa đánh vừa lui về Richmond. Tuy nhiên, trái lại với dự đoán của chỉ huy trưởng quân miền Nam rằng kẻ địch sẽ đẩy họ về tận thủ đô và bao vây nó, quân miền Bắc đã kéo xuống vây hãm Petersburg, cắt đứt tuyến đường xe lửa tiếp vận cho Richmond. Cuối năm 1864, tướng Sherman của miền Bắc cùng đạo quân của mình đã chiếm được một trong những thành phố quan trọng nhất của miền Nam là Atlanta, góp phần củng cố niềm tin về một chiến thắng không còn xa cho liên bang, đồng thời giúp Lincoln đắc cử tổng thống lần thứ hai. Ngày 31 tháng 1 năm 1865, sau một thời gian dài đấu tranh quyết liệt của Lincoln và những người ủng hộ ông, cuối cùng Quốc hội Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã thông qua tu chính án thứ 13 của Hiến pháp, tuyên bố bãi bỏ chế độ nô lệ. Theo đó, sẽ không có bất kỳ hình thức chiếm hữu nô lệ hay lao dịch cưỡng bức nào, trừ khi để trừng phạt tội ác mà đương sự bị tuyên bố là có tội, được phép tồn tại bên trong lãnh thổ hoặc vùng nào khác thuộc thẩm quyền quản lý của nhà nước Hoa Kỳ. Đây là một chiến thắng vang dội trên mặt trận chính trị của Liên bang miền Bắc, là thành quả to lớn nhất của cuộc thánh chiến giải phóng nô lệ, có tác động tức thời và mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm và quan trọng nhất là khí thế chiến đấu của binh sĩ ngoài tiền tuyến. Sức mạnh vật chất lẫn tinh thần của miền Bắc lúc này được nhân lên gấp bội, giúp họ càn quét khắp các mặt trận, hủy hoại và làm tê liệt mọi nỗ lực chống đỡ của đối phương. Hơn một tháng sau khi tu chính án được thông qua, vào ngày 2 tháng 4, tướng Grant nghiền nát những lớp phòng thủ cuối cùng của quân miền Nam ở Petersburg, khiến tướng Lee phải rút chạy khỏi thành phố. Ngày hôm sau, lá cờ Liên bang Hoa Kỳ tung bay tại thủ phủ Richmond của miền Nam. Một tuần sau, tổng chỉ huy quân đội miền Nam đầu hàng tại một ngôi làng ở bang Virginia. Mặc dù vẫn còn một số bang miền Nam chưa chịu quy hàng, nhưng ngày 9 tháng 4 vẫn được xem là cột mốc kết thúc cuộc chiến kéo dài suốt 4 năm với quá nhiều những thương vong và mất mát. Một ngày sau, sự kiện liên hoan chiến thắng đã được tổ chức linh đình ở thủ đô Washington DC. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ 4 ngày sau buổi ăn mừng, Tổng thống Abraham Lincoln đã bị ám sát bằng một phát đạn vào sau đầu bởi John Wilkes Booth, một diễn viên ủng hộ nhiệt thành chế độ nô lệ. Vào 7 giờ 22 phút sáng ngày 15 tháng 4 năm 1865, ông qua đời trong sự thương tiếc vô hạn của vợ, con và các thành viên nội các. Lincoln là Tổng thống bị ám sát đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Suốt 3 tuần lễ, đoàn tàu hỏa tang lễ đã mang thi thể ông đến các thành phố trên khắp miền Bắc, nơi hàng trăm ngàn người đã đợi sẵn để tưởng niệm vị Tổng thống vĩ đại, trong khi nhiều người khác tụ tập dọc theo đường ray khi đoàn tàu chạy qua để đốt lửa và hát thánh ca. Chuyến tàu cuối cùng dừng lại ở Springfield, bang Illinois. Tại đây, Lincoln được an táng tại lăng mộ mang tên mình ở nghĩa trang Oak Ridge. Nay, ông đã thuộc về lịch sử. Với 3 triệu người tham gia chiến đấu, tổng thương vong lên đến 75 vạn. Cho đến nay, cuộc nội chiến vẫn là sự kiện xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thế nhưng máu và xương đổ xuống không bị lãng phí. Liên bang đã được bảo toàn, tội lỗi nguyên thủy là chế độ nô lệ đã được rửa sạch. Chính nghĩa đã chiến thắng. Sau cuộc chiến, nước Mỹ bắt đầu bước vào quá trình tái thiết kéo dài cho đến năm 1877. Nó bao gồm nhiều phương pháp phức tạp để giải quyết các vấn đề nổi cộm sau chiến tranh, trong đó quan trọng nhất là tu chính án thứ 14 vào năm 1868, đảm bảo quyền công dân cho nô lệ, và tu chính án thứ 15 năm 1870, đảm bảo quyền bầu cử cho nô lệ. Tuy nhiên, sau thời kỳ tái thiết, nạn phân biệt chủng tộc vẫn tiếp tục kéo dài ở nước Mỹ. Giới cầm quyền miền Nam đã đề ra các chính sách nhằm tước đoạt quyền công dân của người da màu, nổi bật nhất là đạo luật Jim Crow. Theo đó, người da đen bị hạn chế hoặc tước bỏ quyền bầu cử, bị phân biệt đối xử tại các cơ sở giáo dục công lập, bệnh viện, giao thông và tuyển dụng việc làm, đồng thời bao che các hành vi bạo lực nhắm vào người da đen. Tình trạng này kéo dài đến tận những năm 1960, khi cộng đồng da màu đoàn kết với nhau để tạo thành phong trào đòi quyền bình đẳng, khiến cho không ít người hoài nghi rằng liệu nội chiến có thực sự là vì lòng nhân đạo hay chỉ đơn thuần là một cuộc đấu đá giành giật lợi ích của giới cầm quyền. Các bạn có ý kiến ra sao về nhận xét này? Hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới. Bên cạnh đó, trong những thập kỷ sau nội chiến, nền kinh tế Hoa Kỳ đã có những biến chuyển to lớn. Giờ đây, với lực lượng lao động tự do mới được giải phóng,
nền kinh tế công nghiệp tư bản chủ nghĩa của xứ sở cờ hoa đã có bàn đạp để phát triển như vũ bão, với các ngành cũ được mở rộng và nhiều ngành mới xuất hiện, bao gồm lọc dầu, sản xuất thép và năng lượng điện. Đường sắt được mở rộng đáng kể, kết nối mọi khu vực vào hệ kinh tế thị trường quốc gia. Để rồi đến những năm 1920, tức hơn 50 năm sau cuộc nội chiến tàn phá đất nước, Hoa Kỳ đã vươn lên trở thành cường quốc kinh tế số 1 trên thế giới, xét trên phương diện thu nhập bình quân đầu người, và chiếm trệ tại đó cho đến tận ngày nay.